Xin kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang gặp nhau trong tin nóng bóng đá ngày 14 tháng 10 năm 2023. Thưa quý vị, ngày hôm qua đội tuyển Việt Nam đã đá trận đấu thứ hai tại Trung Quốc trước đối thủ hơn chúng ta 20 bậc trên bảng xếp hạng FIFA. Xem ra thì trong những trận đấu trước đối thủ mạnh như vậy, kết quả là điều không phải quá quan trọng. Nhưng quan trọng hơn cả là chúng ta nhìn xem lối chơi của đội tuyển Việt Nam đã phù hợp hay chưa, những tính toán đã phù hợp hay chưa, hay cần phải thay đổi cho đúng với năng lực của các cầu thủ Việt Nam, nhất là khi chúng ta phải đối đầu với những đội bóng mạnh hơn. Rất là nhiều những điều đáng để suy ngẫm từ trận đấu trước đội tuyển Uzbekistan. Đó là một phần điểm nhấn trong tin nóng bóng đá ngày hôm nay. Mình cảm ơn sự đồng hành yêu mến của quý vị. Chúc quý vị những ngày nghỉ cuối tuần với thật nhiều niềm vui và nhiều kỷ niệm tuyệt vời. Còn bây giờ sẽ là những tin tức nổi bật nhất. Những tin chính trong tin nóng bóng đá ngày 14 tháng 10, đội tuyển Việt Nam nhận trận thua thứ hai dưới thời huấn luyện viên Chu Xie. Truyền thông Hàn Quốc không đánh giá cao đội tuyển Việt Nam. Messi được xác định giành quả bóng vàng lần thứ 8. Thưa quý vị và các bạn, trận đấu với đội tuyển Uzbekistan vào tối ngày hôm qua là trận đấu kín, không có khán giả, không có truyền thông tác nghiệp. Và huấn luyện viên Philippe Chu cũng muốn tranh thủ trận đấu này để thực hiện thêm những thử nghiệm nữa. Trong đó đáng chú ý là ông vẫn sử dụng một sơ đồ không có tiền đạo cắm khi cả Tiến Linh và Văn Tùng đều không xuất phát ngay từ đầu. Và trận đấu này thì chúng ta biết là sẽ rất nhiều khó khăn khi Uzbekistan thậm chí còn mạnh hơn cả đội tuyển Trung Quốc. Chúng ta từng thua họ trong cả hai lần đối đầu ở cấp độ đội tuyển quốc gia, nên lần này một thất bại là điều khó tránh khỏi. Nhưng tiếc hơn cả chính là việc chúng ta thua và còn mất cả cầu thủ quan trọng hàng đầu. Sau trận thua trước đội tuyển Trung Quốc, đội tuyển Việt Nam tiếp tục có trận giao hữu trong tháng 10 với đội tuyển Uzbekistan. Do không thuộc FIFA Days nên kết quả chung cuộc của trận đấu sẽ không được tính điểm trên bảng xếp hạng FIFA. Mặc dù vậy, đây là trận đấu quan trọng để thầy trò huấn viên Chu Xie rút kinh nghiệm, chọn ra phương án chiến thuật tốt nhất cho cuộc đối đầu với đội tuyển Hàn Quốc tới đây. Bất lợi đến với chúng ta ngay từ những phút đầu tiên khi Quang Hải tỏ ra rất đau đớn và phải rời sân bằng cáng. Được đánh giá cao hơn, Uzbekistan chủ động kiểm soát thế trận và có được hai bàn thắng ở các phút 27 và 66. Bị dẫn 2-3, đội tuyển Việt Nam nỗ lực giành lại thế trận nhưng không ghi được bàn thắng nào vào lưới đối thủ. Chung cuộc, Việt Nam nhận kết quả thua với tỷ số 0-2 trước đội bóng hơn chúng ta 20 bậc trên bảng xếp hạng FIFA. Và tất nhiên, đây là trận thua thứ hai liên tiếp của đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Chu Xie. Thưa quý vị và các bạn, trận này huấn luyện viên Philippe Chu Xie đã thực hiện một số sự thay đổi người khi mà Nguyễn Đình Chiệu bắt chính ngay từ đầu và các cầu thủ như là Minh Trọng cũng đá chính ngay từ đầu để thay cho Triệu Việt Hưng. Quang Hải cũng xuất hiện ngay từ đầu bên cạnh Bùi Hoàng Việt Anh, cũng là một trong những sự thay đổi của đội tuyển Việt Nam. Những sự thay đổi này không mang lại quá nhiều hiệu quả và chúng ta thấy ở trận này thì chúng ta vừa mất Quang Hải và chưa biết Quang Hải có kịp trở lại cho trận đấu với đội tuyển Hàn Quốc hay không. Nhưng bên cạnh đó cũng phải thấy một điều, đó là gì? Đó là huấn luyện viên Philippe Chu Xie vẫn quyết định không sử dụng những trung phong cắm. Ở trận này thì cũng vẫn không có Tiến Linh, dù Tiến Linh đủ điều kiện để thi đấu trận đấu này, và Văn Tùng cũng không được sử dụng. Ông vẫn hướng tới việc khai thác những cầu thủ có thể đá ở nhiều vị trí, và đó là vai trò của những tiền đạo ảo. Tức là gì, huấn luyện viên Philippe Chu Xie vẫn đang rất trung thành với những tính toán của mình, mặc cho những kết quả đang bộc lộ nhiều vấn đề của đội tuyển Việt Nam, đặc biệt là khả năng đầu ra của bàn thắng. Chúng ta đã không ghi bàn trong hai trận đấu liên tiếp rồi, và nó cho thấy rằng đội tuyển Việt Nam vẫn còn đó những vấn đề khi chưa tìm được những nhân tố có thể tạo ra sự khác biệt, hay nói cách khác là những phương án tấn công của đội tuyển Việt Nam đến lúc này chưa mang lại hiệu quả. Những cầu thủ đã được nghỉ ngơi ở trận này như là Đặng Văn Lâm, Quế Ngọc Hải, Nguyễn Tuấn Anh, Hồ Văn Cường và Triệu Việt Hưng thì đều không được đăng ký thi đấu. Cho nên thôi, cũng có thể chia sẻ với những tính toán của huấn luyện viên Philippe Chu Xie. Sau trận thì huấn luyện viên Philippe Chu Xie nói như sau: "Chúng tôi đối đầu với đối thủ mà ai cũng biết là họ mạnh hơn đội tuyển Việt Nam rất nhiều. Vì vậy, mục tiêu chúng tôi đề ra ở trận đấu này là phải tập trung vào tổ chức khâu phòng ngự không bóng." Vâng, phòng ngự không bóng. Rõ ràng có thể ba đối thủ trong tháng 10 đều mạnh hơn đội tuyển Việt Nam, đặc biệt trong trận đấu này. Chúng tôi phải dành sự tập trung nhiều hơn vào khâu hoàn thiện và làm tốt
tình huống kiểm soát phòng ngự, tình huống mở. Ông cũng đánh giá rằng về mặt tổng quan thì tôi hài lòng về tinh thần và sự nỗ lực của các cầu thủ đã được tung vào sân, về sự đồng bộ của hệ thống, sự tập trung của các cầu thủ. Tuy nhiên tôi chưa hài lòng về các thời điểm đội phải làm được những tình huống chuyển từ không bóng sang có bóng để phản công, cũng như vài thời điểm có bóng bị sai số và để đối phương đoạt lại một cách dễ dàng. Ba trận đấu của đội tuyển Việt Nam trong tháng 10 này không đối thủ nào là dễ dàng cả. Sau hai trận đấu vừa qua, chúng tôi sẽ có vài ngày nghỉ ngơi, hồi phục, rút kinh nghiệm, mổ băng các tình huống để chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu với đội tuyển Hàn Quốc. Ông cũng nói về việc chúng ta sẽ phải đối đầu với Hàn Quốc, đội đang xếp rất cao trên bảng xếp hạng như sau. Như đã đề cập thì trước đối thủ Hàn Quốc, chúng tôi cần hoàn thiện và củng cố hơn nữa tổ chức phòng ngự trong tình huống mở. Đối đầu với các đội mạnh như Uzbekistan hay Hàn Quốc thì tôi đánh giá đội chỉ có thể kiểm soát 30-35% thời lượng bóng. Phần thời gian không bóng còn lại phải có kỷ luật phòng ngự tổ chức tốt. Trận gặp Uzbekistan là bài kiểm tra thử sức tốt cho toàn đội để hiểu rằng độ khó trận đấu còn cao hơn nữa. Các cầu thủ phải tập trung hơn nữa vào các thời điểm mà chúng ta cần phòng ngự, cải thiện hơn nữa, chắt chiu hơn nữa cơ hội mà chúng ta có được từ những tình huống chuyển đổi có bóng để tạo ra những tình huống có thể ăn bàn. Có vẻ như huấn luyện viên Philippe Chu vẫn đang rất là kiên định với những toan tính của mình, vẫn là những bài học kiểu như kiểm soát bóng khi có bóng và thi đấu khi không có bóng, rồi chuyển sang trạng thái có bóng thì như thế nào, cũng như là ngược lại thì ra sao. Rất nhiều những tính toán khác nhau của huấn luyện viên Philippe Chu được đặt ra cho tới thời điểm hiện tại. Và đội tuyển Việt Nam của chúng ta thì sẽ không di chuyển sang Hàn Quốc ngay ngày hôm nay, mà sẽ ở lại tập luyện thêm một ngày nữa tại Đại Liên Trung Quốc, rồi di chuyển sang Hàn Quốc vào ngày mai. Trước khi đến với những chuyển động hướng tới trận đấu với đội tuyển Hàn Quốc, xin mời quý vị các bạn cùng đến với một sản phẩm mà Biên Cương rất vui được chia sẻ cùng quý vị và cảm thấy rất là hiệu quả cho đến lúc này. Đó là sản phẩm Đông Trùng Bát Khang. Xung quanh là gì mà hay thế? Xung quanh là Đông Trùng Bách Khang. Đông Trùng Bách Khang được sản xuất tại DK Pharma theo tiêu chuẩn quốc tế, mang đến sự tin tưởng cho người tiêu dùng. Đông Trùng Bách Khang được cấp chứng nhận gen của Ngân hàng Gen Mỹ, chứng nhận xuất xứ nguyên liệu từ Mỹ, chứng nhận nguyên liệu hữu cơ. Phiếu kiểm nghiệm đảm bảo hàm lượng hoạt chất trong đông trùng hạ thảo. Đông Trùng Bách Khang còn được sản xuất trên một dây chuyền hiện đại với công nghệ tiên tiến, khép kín, đảm bảo chất lượng tối đa nhất với tiêu chuẩn của nhà máy dược phẩm. Đông Trùng Bách Khang giúp người dùng chăm sóc sức khỏe hiệu quả. Đông Trùng Bách Khang, đông trùng thật, tự tin, sống chất. Vâng, Đông Trùng Bách Khang, đông trùng thật, tự tin, sống chất. Với sản phẩm được tạo nên từ đông trùng hạ thảo đúng loài Cordyceps sinensis từ Himalaya và được Ngân hàng Gen Hoa Kỳ chứng nhận thì quý vị có thể hoàn toàn yên tâm. Lúc này Đông Trùng Bách Khang đang dành tặng cho những khán giả của Bình Luận Viên tại Biên Cương gói ưu đãi, đó là mua 4 hộp để được tặng thêm 1 hộp nữa và giá chỉ là 1.898.000 đồng thôi. Quý vị có thể truy cập vào website bachkhangdường.vn, bachkhangdường.vn, quý vị có thể thấy thông tin về website hiện thị trên màn hình, cũng như là có thể gọi điện tới số hotline 0889666650, 0889666650 ạ. Và thưa quý vị, Biên Cương nhận được rất là nhiều những ý kiến khác nhau, cho nên Biên Cương rất là thích chia sẻ của chú Hải ở Hà Nam. Cụ thể chú Hải có viết, đó là sau khi nghỉ hưu, sức khỏe của tôi có suy giảm như nhanh mệt mỏi và mỡ máu tăng cao do không còn vận động nhiều như trước. Để con trai mua tặng Đông Trùng Bách Khang qua kênh tại Biên Cương, tôi có dùng một thời gian và thấy cải thiện rất tốt về giấc ngủ, xương khớp khỏe hơn và đặc biệt hết hẳn mệt mỏi. Vâng, xương khớp khỏe hơn và đặc biệt hết hẳn mệt mỏi cũng như giấc ngủ ngon hơn. Cho nên là quý vị có thể rất là yên tâm sử dụng Đông Trùng Bách Khang, tốt cho mọi lứa tuổi. Trong đó Biên Cương thì thấy là sử dụng vào buổi sáng mỗi ngày cũng hết sức là hiệu quả quý vị ơi. Và quý vị có thể truy cập vào website bachkhangdường.vn hoặc gọi điện tới số hotline 0889666650 để có thêm thông tin chi tiết. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với đối thủ của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu vào ngày 17 tháng 10 này,
đội tuyển Hàn Quốc. Họ thể hiện được sức mạnh của mình ra sao trong trận giao hữu vào ngày hôm qua với đội bóng xếp rất cao trên bảng xếp hạng FIFA là Tunisia đây. Hàn Quốc bước vào loạt trận giao hữu FIFA Days tháng 10 với hai đối thủ là Tunisia và Việt Nam. Dù không tung ra sân đội hình mạnh nhất nhưng thầy trò huấn luyện viên Jurgen Klinsmann vẫn dễ dàng đánh bại Tunisia với tỷ số 4-0. Đặc biệt Tunisia đang xếp hạng 29 thế giới và chỉ kém Hàn Quốc 3 bậc. Trong khi đó Việt Nam chỉ xếp 95 thế giới và bị đánh giá yếu hơn hẳn so với đội bóng tới từ xứ sở Kim Chi. Đánh giá về trận đấu này, trang Sportnavr của Hàn Quốc đã bình luận: "Thực ra nếu nghĩ kỹ chẳng còn lý do ngoài một chiến thắng hời hợt. Thật đáng tiếc khi không chỉ có KFA tổ chức đã làm nên một trận giao hữu như vậy mà còn cho cả huấn luyện viên Jurgen Klinsmann, người sẵn sàng sử dụng đội hình mạnh nhất trong một trận giao hữu như vậy." Trang MSN Sport cũng tỏ ra thất vọng khi Liên đoàn bóng đá nước này chọn Việt Nam là đối thủ để đá giao hữu. Tuyển Việt Nam thua Trung Quốc đã đặt huấn luyện viên Klinsmann và Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc vào thế khó xử khi đây sẽ là đối thủ của tuyển Hàn Quốc trong tháng 10. Nếu như trận đấu đầu tiên gặp Tunisia không có nhiều sự chênh lệch thì gặp Việt Nam lại hoàn toàn ngược lại. Đội bóng này hiện đang xếp 95 thế giới, thấp hơn nhiều so với Hàn Quốc. Bởi vậy nhiều chuyên gia bóng đá và người hâm mộ đang đặt câu hỏi tại sao lại đá với Việt Nam. Người hâm mộ có lý do nói rằng sẽ không dễ để thi đấu với các đội bóng châu và Nam Mỹ do trùng với vòng loại Euro và World Cup. Nhưng tại sao Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc không thể tổ chức một trận đấu với đội có thứ hạng FIFA tốt hơn? Đội tuyển Việt Nam sẽ đối đầu với đội tuyển Hàn Quốc vào ngày 17 tháng 10 tới. Vâng, trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Hàn Quốc sẽ diễn ra vào lúc 18 giờ ngày 17 tháng 10. Quý vị có thể theo dõi trận đấu này trên kênh VTV5 của Đài truyền Việt Nam cũng như ứng dụng FPT Play và trên kênh YouTube VFF Channel. Thưa quý vị và các bạn, Son Heung-min không thi đấu một phút nào trước đối thủ Tunisia và như vậy có nghĩa cũng không loại trừ khả năng Son Heung-min sẽ ra sân dù có thể không nhiều trước đội tuyển Việt Nam, vì trong dịp FIFA Days này nếu anh không gặp vấn đề quá lớn về sức khỏe ở trận đấu tới thì anh cũng nên được ra sân, đúng không? Vừa để tạo ra một sự phối hợp tốt với các đồng đội trước khi bước vào chiến dịch vòng loại World Cup năm 2026 sẽ diễn ra vào tháng 11 tới đây. Chúng ta rất hy vọng có thể được xem Son Heung-min thi đấu. Trận đấu mà chúng ta thua trước đội tuyển Uzbekistan, rồi thua trước Trung Quốc trước đó và trận thua của đội tuyển Thái Lan trước đối thủ là Georgia đã cho thấy một vấn đề không hề nhỏ của bóng đá Đông Nam Á. Đó là vươn tầm, là vượt vũ môn không hề đơn giản một chút nào và không phải là câu chuyện một sớm một chiều, khi những hạn chế về mặt kỹ thuật và đặc biệt là thể hình, thể lực thì không thể có thể khắc phục trong một sớm một chiều. Và rõ ràng bóng đá Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, có Thái Lan, có Indonesia, có Malaysia sẽ phải nghiêm túc hơn nữa cho giấc mộng World Cup của mình, không đơn giản một chút nào. Chúng ta hãy xem dư luận nói gì về trận thua tới 0-8 của đội tuyển Thái Lan trước một đội bóng mà nếu dựa trên bảng xếp hạng FIFA thì cũng rất thấp thôi, hơn Việt Nam của chúng ta một chút, và đội bóng này thì đương nhiên chưa bao giờ giành quyền dự Euro hay World Cup cả. Đội tuyển Thái Lan vừa phải nhận trận thua thảm 0-8 trước đội bóng xếp hạng 7-8 thế giới là Georgia. Đây được xem là một trong những trận thua đậm nhất lịch sử của bầy voi chiến, tiến sát kỷ lục thua 0-9 trước đội tuyển Anh cách đây nửa thế kỷ. Kết quả này khiến thầy trò huấn luyện viên Manu Pulking nhận mưa chỉ trích từ truyền thông và người hâm mộ. Viết trên tờ Siam Sport mới đây, phóng viên Buranit Ratanawichan không giấu được sự bức xúc: "Tôi thực sự cảm thấy xấu hổ khi theo dõi trận đấu này. Khi hiệp 1 khép lại với tỷ số 0-6 cho Georgia, tôi chỉ cầu nguyện tuyển Thái Lan đừng thua tới 0-10. Tờ Seattle Sports cũng nói lời phũ với đội chủ nhà. Ai cũng từng hy vọng bóng đá Thái Lan sẽ được dự sân chơi World Cup. Tuy nhiên điều này sẽ hoàn toàn không thể thực hiện được nếu mọi chuyện vẫn diễn ra như vậy. Cho dù có đầy đủ cầu thủ tốt nhất, chúng ta có lẽ cũng sẽ thua đậm họ. Tuyển Thái Lan cần cải thiện rất nhiều từ kỹ năng, thể hình, chiến thuật. Rất nhiều đối thủ đang nâng tầm đẳng cấp theo từng ngày, nhưng Thái Lan vẫn mơ về chức vô địch AFF Cup. Có lẽ chúng ta đừng nên hy vọng dự World Cup." Trong khi đó, việc thiếu vắng nhiều trụ cột khiến cho nhà báo Nathaphon hướng mũi chỉ trích về phía Liên đoàn bóng đá Thái Lan. Phát không thể kiểm soát được các câu lạc bộ và để đội tuyển quốc gia bị các đội bóng trong nước chi phối. Các câu lạc bộ sợ cầu thủ có ít thời gian nghỉ ngơi. Vậy những cầu thủ Mỹ Latin thi đấu khắp nơi trên thế giới vẫn về nước hội quân đó thôi. FPT nhượng bộ để đồng cảm với các câu lạc bộ Thái Lịch. Nhưng đây là FIFA Days mà. Cứ thông cảm cho câu lạc bộ, vậy ai thông cảm cho đội tuyển quốc gia? Bên cạnh đó, người hâm mộ Thái Lan cũng dành những lời công kích cho đội tuyển nước này. Thật xấu hổ là vừa thách thức cả các nước châu Âu, cuối cùng cũng bị tàn sát, làm xấu hình ảnh các nước Đông Nam Á. Nếu là đối thủ của Argentina thì phải thua 0-12.
Đừng ai nói đội hình không đầy đủ, tệ thật đấy. Trước đó Indonesia thua Argentina 0-2, bị cười. Này Thái Lan thua hẳn 0-8 trước đối thủ yếu ở châu Âu. Màn trình diễn của Thái Lan đến đây là kết thúc. Ở những trận giao hữu đã kết thúc ngày hôm qua thì Malaysia vẫn đang cho thấy sự tiến bộ của họ. Họ từng cầm hòa 1-1 trước đội tuyển Trung Quốc và hôm qua thì họ lại đánh bại Ấn Độ với tỷ số 4-2. Trong đó có những cầu thủ nhập tịch hoặc là có gốc Malaysia. Nhưng thi đấu ở nước ngoài đều cho thấy dấu ấn như Dion Kuntz, người mở tỷ số trận đấu, hay Corbin Ong là người ấn định chiến thắng 4-2 cho đội tuyển Malaysia. Chuyển sang thông tin về đội tuyển nữ Việt Nam, tin vui cuối cùng cũng đã đến khi mà số tiền được thưởng rất lớn từ việc dự World Cup đã được nói tới rất nhiều. Nhưng World Cup thì cũng đã kết thúc lâu rồi, vậy mà tiền vẫn chưa đến tay các cô gái. Nhưng rồi thì sự chờ đợi của đội tuyển nữ Việt Nam cũng đã được đền đáp. Mỗi một cô gái đã được nhận số tiền như đã hứa là 30.000 đô la Mỹ. Tất nhiên số tiền này phải trừ thuế theo quy định của Việt Nam. Sau khi World Cup 2023 khép lại, FIFA tiến hành giải ngân tiền thưởng cho các đội bóng tham dự. Theo đó, với việc dừng chân ở vòng bảng, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ nhận được 1,56 triệu đô la Mỹ, tức là hơn 35 tỷ đồng từ FIFA. Đây là số tiền hỗ trợ công tác chuẩn bị của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung. Ngoài ra, mỗi cầu thủ tham gia đều sẽ nhận được 30.000 đô la Mỹ, khoảng 700 triệu đồng. Số tiền này chỉ dành cho riêng cầu thủ chứ không cho ban huấn luyện. Theo quy định của nhà nước, khoản thưởng của FIFA sẽ là thu nhập bất thường nên các cầu thủ phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế. Số tiền nộp thuế là 10%, tương đương 70 triệu đồng. Như vậy, mỗi cầu thủ sẽ được nhận khoảng 630 triệu đồng. Sau khi FIFA giải ngân cho Liên đoàn bóng đá Việt Nam, khoản thưởng đã được chuyển thẳng vào tài khoản của từng người trong danh sách của đội tuyển nữ Việt Nam. Tiếp theo sẽ là những tin tức của bóng đá quốc tế, trong đó có tiết lộ về việc Messi gần như chắc chắn sẽ giành danh hiệu quả bóng vàng Ballon d'Or thứ 8. Theo thông tin trên trang Twitter từ tài khoản Andrea Arilli Perola, Messi được xác định là chủ nhân cho danh hiệu quả bóng vàng 2023. Theo đó, đại diện của France Football đã đến thăm và ghi hình gia đình. Messi cũng sẽ có mặt tại Gala Ballon d'Or diễn ra vào ngày 30 tháng 10 tới đây tại Paris. Đối với dự đoán của giới chuyên môn, khi Messi đóng góp tới 7 pha lập công và là linh hồn của đội tuyển Argentina trên hành trình vô địch World Cup 2022. Ngoài ra, Empolga cũng có một mùa giải khá thành công với Paris Saint-Germain với 21 bàn và 20 kiến tạo, góp công giúp đội chủ sân công viên các hoàng tử vô địch Ligue 1 và siêu cúp Pháp. Đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Messi là Erling Haaland cũng trải qua một mùa giải đại thành công với Manchester City với quân ba lịch sử cùng vô số danh hiệu cá nhân xuất sắc khác. Tuy nhiên, ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Haaland lép vế hoàn toàn với Messi khi không thể bùng nổ trong màu áo đội tuyển Na Uy và không được dự World Cup. Đây là danh hiệu quả bóng vàng thứ 8 trong sự nghiệp của Messi sau các năm 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 và 2021. Bà Faiza Lamari là người đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp của Kylian Mbappe, là người đại diện trong thời gian tiền đạo người Pháp chơi bóng ở AS Monaco và Paris Saint-Germain. Theo tờ Marca của Tây Ban Nha, Mbappe đứng trước nguy cơ buộc phải thay thế mẹ của mình bằng một người đại diện khác bởi theo quy định mới của FIFA, bà Faiza Lamari không có giấy phép cần thiết để trở thành người đại diện cho các cầu thủ. Những người đại diện hợp pháp của FIFA mới được phép đàm phán hợp đồng của thân chủ với câu lạc bộ, cũng như nhận được tiền hoa hồng sau khi hợp đồng hoàn thành theo thỏa thuận của các bên. Nếu còn tiếp tục hoạt động, cả Mbappe và mẹ sẽ phải đối mặt với khoản tiền phạt khổng lồ từ FIFA. Hiện tại, nếu muốn tham gia vào bất kỳ vụ chuyển nhượng tiềm năng nào liên quan đến Kylian Mbappe, bao gồm cả việc có thể gia hạn hợp đồng với Paris Saint-Germain, chân sút sinh năm 1998 buộc phải tìm một người đại diện mới. Tuy nhiên, quy định mới của FIFA vẫn có những ngoại lệ. Theo đó, một tòa án đã ra phán quyết cho phép các câu lạc bộ của Đức không cần thực hiện quy định mới của FIFA. Trong khi đó, quy định này tại Anh hiện vẫn chưa được áp dụng cho đến khi có phán quyết cuối cùng của tòa án vào ngày 1 tháng 11. Kylian Mbappe không phải là trường hợp duy nhất có người thân làm đại diện cho mình. Theo đó, siêu sao Lionel Messi có người đại diện là bố của anh, ông Jorge Messi. Câu chuyện của hai người đồng đội cũ tại Paris Saint-Germain, Messi và Mbappe cũng đã kết thúc tin nóng bóng đá ngày hôm nay trên kênh YouTube Bình Luận Viên Tạ Biên Cương. Cảm ơn sự đồng hành của quý vị. Ngày mai thì đội tuyển U18 Việt Nam cũng sẽ đá trận cuối cùng ở giải U18 Seoul Cup gặp đội U18 Hàn Quốc lúc 14 giờ. Và ngày mai đội tuyển Việt Nam sẽ di chuyển sang Hàn Quốc để chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển quốc gia Hàn Quốc. Vẫn còn rất là nhiều những thông tin đáng chú ý của bóng đá Việt Nam sẽ được Biên Cương chia sẻ trong các bản tin tiếp theo. Còn bây giờ thì một lần nữa nhắc lại, Đông Trung Bách Khang đang dành cho quý vị
giá ưu đãi là mua 4 hộp được tặng 1 hộp và chỉ có giá 1.898.000 đồng thôi. Quý vị có thể truy cập vào website bachkhangdường.vn hoặc số hotline 0889 66 66 50 để biết thêm thông tin chi tiết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các bản tin tiếp theo.